Hello nhé, và chào mừng quay trở lại với channel của CZ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục chơi cờ liên quân và chế độ là chế độ vả nhau. Ok, chế độ vả nhau à? Chiến lợi phẩm. Gì đây? Thấy đồ này mình muốn đánh hắc ám lắm này, nhưng mà chí nhỉ. Hay thử phát anh em ơi, chưa được thử phát nào thì mình thử phát rồi. Hay ghê, hay ghê. Ôi chết bà này, cầm tận 4 con gì này. Mẹ đánh mạnh dữ vậy. Ê mình cũng mạnh nhá, mình cũng mạnh nhá. Không mạnh bằng mình đấy rồi. Em mạnh quá. Đối với hơi mạnh. Ê thật sự luôn á anh em. Sự là vậy luôn á. Được, anh em ấy thử luôn. Kỳ ghê nhở. Một bài đẹp kỳ lạ. Hinduba, vòng 3 Hinduba. Ui. Ui, bắn trượt, còn ngu. Đấy ra cái tầm chiều của con Hindu này phải là tầm 2 và tầm 3 gì đấy, bắn trưởng xa xa tí. Vì thế thì trông nó mới hợp lý anh em. Trưởng này nhìn vẫn chưa đã. Ôi may thật đấy. Số đỏ thật đấy. Mất trận đầu. Trận đầu bạn kia lên phát 4 vàng luôn. Điên rồ thật. Sợ thật. Cũng khỏe mà. Như thế này vẫn chưa khỏe. Bạn ấy còn chơi chắc cú lên tận 4 luôn. Đó chịu rồi. Tự nhiên có Hindu 3 nhỉ? Rượu nhỉ? Bán con HT đi rồi. Phí nhỉ? Sao này đi. Một dàn đẹp siêu khỏe à? Một dàn đẹp siêu khỏe à? Có đồ kia thì mình thì canh hắc ám. Hắn thần hắc ám. Bộc phát xong rồi một bạn khoảng 40 máu, bạn ấy đi luôn cho mình cướp hai đồ bạn ấy. Chiến thuật mình là vậy ấy. Nhưng mà giờ lại đánh hắc ám thấy anh em tranh nhau quá. Em tranh nhau hắc ám từ sớm quá, mình bị khổ ấy, mình bị khó đánh ấy. Khổ sở thiệt sự luôn. Bảnh tới đây, bảnh tới đây. Bảnh tới đây. Các tầng đó vào tới đây. Sống vội một phen đi. Đã thế mình sống vội luôn anh em ơi. Bụp đi luôn. 2.100 máu rồi à? 2.600 mà. Ê cũng không khỏe lắm nhỉ. Chết dở rồi, sống vội cũng không khỏe thôi. Mà game lỗi thật. Gindu 3 mà bắn trưởng thua con ngang floor 1. Ngang floor 1 game mà
Ok. Hắc ám bán thần. Chỉ có thể là ám bán thần đấy em, cũng khác được. The door to another dimension opens now. Nhưng mà phải may cơ, này phải may, may vừa hên cơ. Cấp 8 sớm. Kiếm một con nắc, một con rồng. Kiểu một nắc một cũng được, xong rồi Ico lên 9 luôn, tìm con Ilu à. Chậu nghe không khả dĩ lắm nhỉ, nhưng mà rồi, không chết con kia. Sấy đốt này. Nhìn đu cho cái chó này chứ là ok hơn cái này thật. Mình hợp cho con floor hơn anh ơi. Tại lần đầu mình chơi Gindu 3, chả chơi Gindu 3 bao giờ. Clip Gindu 3 1 này, 2 này. Không lên được. Em cấp 6 rồi này, cấp 6, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Sống vội quá. Tại vào đấy mình lên Ginu 3 nên là mình bị thọt mất tí vàng. Nhưng mà thôi đánh vậy không? Không sao cả. Kinh chào này. Nhà nào cũng quay phát à? Học đại. Trường bắn 2 trường liên tục. Thì 3 trường. Con này cần thêm một tí đồ thủ nữa. Này có thêm tí đồ thủ nữa là ngon. Lo xiên được. Xiên được. Thêm tí đồ thủ nữa ngon. Đây cần thêm ngọc đại này. Cần thêm truy hồn này. Nhiệm vụ cũng khó đấy, nhưng mà không phải bất khả thi anh em. Chắc mình để lại một con Yon để mình cầm máu thôi chứ không đam mê gì nhiều. Sorry anh em nghe điện thoại phát nhé. Alo. Tắt máy luôn. Tăng chữ tôi chập chờn này. Ok. À đấy không để ý anh em, nghe điện thoại vào đấy. Chuyện ra con voi nào nhỉ? Không ai cầm voi. Không ai cầm đánh voi. Captain voi phải tới đây. Không hề cố ý anh em ơi. Không hề cố ý. Không hề cố ý luôn. Không hề cố ý luôn. Chắc chắn với anh em cam đoan một điều là như thế. Không phải cố ý nhá. Nhìn đủ ba đồ đi. Này đi. Bùm trưởng luôn. Không chết à? Hai trưởng thì sao? Vẫn không chết à? Ba trưởng. Ok. Bốn trưởng. Ok.
bốn trưởng cần cái bản đồ thì thôi ấy. Đấy, bắt đầu may rồi đấy. Bắt đầu sau nhiều ván xui xẻo, bắt đầu vận may nó quay trở lại rồi. Được đấy em ơi, cho tạo hàng yo mà lại nhá. Hai đồ này mình sẽ ném cho hai con floor đi. Hai floor hai bên gánh gánh một tí. Xong rồi truy hồn mình sẽ ném cho con lau đi. Này đi. Hai floor bên kia sẽ xiên luôn, khá là ok. Thích thế hơn làm cho con Gindu tất cả mọi đồ em. Yon này cuống giữ Yon 1 thôi nhé, không lên Yon 2 nhé. Nên Yon 2 hơi tốn tiền. Fly điên thế. Gindu 3 không cân được à? Hết nhờ. Lau rồi lên. Không vào ở đâu vậy? Bốn con voi thôi mà. Kiếm con voi khó vậy sao? Chín con rồng. Bao nhiêu con nắc? Mình cần nắc hơn. Nắc còn 8 con. Chơi game máy rồi. Không ai có thương rồi. Sáu cung rồi cơ này, căng đấy. Lau ulti một phát được không? Ok một phát rồi được. Không được lắm nhỉ, nó phải ngồi dậy mà đánh rồi. Đồ này vẫn chưa yên tâm đâu, đồ này cần ngọc đại nhá, rất cần ngọc đại. Ta đồ này nó nắc nó sẽ vẫn chưa ulti được, chưa có voi, cần nhất là con voi. Vãi chưởng. Ê sao không ra con voi nhỉ? Ừ, bắt đầu mình thấy hơi lo lo đấy. Bây giờ mình bắt đầu thấy hơi lo lo được rồi đấy. Không dài. Chắc là dồn hết sự may mắn vào con Gindu rồi anh em ấy, không ra con voi à. Thủ vệ em nhỉ? Thủ vệ toàn đội có 75% tỷ lệ hồi 400 máu à? Sao mình thử mà nhìn cũng không khỏe lắm. Nhưng mà tội gì không thử tiếp anh em. Chưa vội, chưa vội. Một vị thương bên kia đúng không? Một thương bên kia thôi đúng không? Thử làm trò này đi anh em. Làm cho con bò đi. Tiếp. Lần sau mình lên nhé. Lần sau mình lên.
Chắc là cái đu gánh gánh mình về đến ván này là mình cũng vui, bằng lòng vui vẻ lắm rồi. Rồi rồi xấu rồi, quên mất con rồng này mình nó bị ấy, hai trưởng quên mất con rồng của mình nó bị thổi luôn anh em, nên là không không để ở cái góc này được. Mình định chơi cái trò mình hay chơi hồi xưa nhưng mà quên mất con rồng, quên mất bán thần, mình đã chủ bỏ bán thần ra cho hai con tối, lỗi gì, sorry sorry say sorry. Thôi 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 đừng đừng. Mà không được anh em ơi, chơi thế. Đi về. Anh em chắc không vậy? Bài gì đấy? Bài bài gì lạ thế? Em chơi bài gì lạ thế, mình chưa thấy bao giờ. Ê lạ quá này, bài gì đây anh em, bài chắc chắn không trong meta ở chứ không, giống chưa cho trong này, bài chắc chắn là không trong meta luôn. Bốn con rồng nhá, thêm một con rồng, một con nắc nhá, thêm một con voi nhá, thêm bán thần, chín tướng. Chơi được không nhỉ? Tĩnh nhá. Cái dòng... Ê, mình sắp đi rồi đấy. Rất nhiều thứ cần phải lo lúc này đấy, mình sẽ đi nữa đấy, mày không cho được. Không ra con voi nào luôn, bây giờ bỏ voi nhá, bỏ voi thêm thánh đồ này, rồng thần quy. Mình cảm giác sai sai kiểu gì nhỉ? Thêm một con nữa là thêm con Yon là 9. Thêm con cát là 10. Thế vậy sao? Này cho Quy nhá. Mình nghĩ Quy sẽ uy tín hơn. Này cho con Hindu được. Ê, thực sự là khó 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 của Nam Cường luôn ấy. Bài này thì nó dị quá à? Dị quá anh em ơi. Cạo này đang hơi phổ. Bài gì này anh em? Hơi đam, hơi chết 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 27 máu à? Quên không nhìn máu qua này ấy. Ê thực sự là bỏ thủ vệ đi, bỏ thủ vệ không được, không được. Bỏ thủ vệ vào là đi đời bán thần thánh đồ. Bây giờ nhá, Yon là một này, rồng nữa là hai này, hai con rồng này, con quy này xuống đây nó sẽ gánh ở giữa này. Nakot cầm đồ này này, Yon không cầm đồ gì này, đánh đồ này cho con Nakot đi. Thế này à anh em? Anh em định để mình chơi thế này à? Anh em chắc không vậy? Chắc em bỏ thủ vệ đi rồi, thủ vệ. Thế là đánh quy xong rồi bỏ bỏ đánh hai thánh đồ ấy nhỉ? Hai thánh đồ thôi, bỏ Inuba. Thêm con voi, thêm bán thần. Ê,
đánh đánh Na Cót với cả Quy, hai con sát thủ thánh đồ. Thế thôi nhỉ. Ê, nó cứ càng ra tướng để mình đánh ấy. Cho em rồi. Quy gánh sữa đi. Yon. Này cái bài này mà thắng được làm là mình hơi bị hoài nghi về cuộc sống này đấy. Mình không nghĩ bài này thắng được đâu. Những bài này yếu nhất luôn à. Bài gì kỳ ạ? Tao truy hồn cho Yon đi. Yon gánh. Hôm sau mới lên được. Hôm sau mới lên được. Thương bắt đáy. Nó bắt con rồng đi. Quy ulti liên tục kìa. Đây vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ của con Quy anh em ấy. Đây là cũng đi rồi. Không, bài này ảo thật, công nhận. Mình không nghĩ chủ đến mức này ấy. Tao top 4. Bài quái gì ấy nhở, mình chơi bài quái gì ấy nhở. Ê, thực sự bây giờ lão mình vẫn đang lag luôn. Đau đầu thật sự. Bài gì ấy nhở? Nó kiểu cứ thấy con gì kích được hệ gì mình cho vào ấy, mình không dùng não rồi đấy. Thật sự não mình phải qua đến nó ngừng nó sử dụng luôn đấy. Tuy nhiên nó không thắng được bài em meta nhưng mà đồ cũng không có gì lắm đúng không? À đồ có chi hồn, đồ có ấy cũng khá ngon. Tất cả sự việc này là nó gây ra từ con Gindu 1, à đâu, từ con Gindu 3 anh em ạ. Từ Gindu 3 mà nó ra cái tẩy thánh đồ nữa, thế tự nhiên mình... Sao đấy mình có thể làm gì nhỉ? Đấy mình có thể đánh Quy với cả... Nó có sát thủ. Thôi mình bỏ con Yon đi, à bỏ con Yon đi hơi tiếc này. Ôi nhưng mà phải đánh con Quy mới ngon. Chủ ấy chỉ có đồ con Quy thôi, không có đồ cho Na Cót hả? Quy này. Bỏ Yon, bỏ Gindu đi, lấy hai con bán thần về. Bán thần điểm gì? Bán thần điểm gì? Thả lấy con hai con thủ vệ về hơn. Phẩm chẳng ngon, nhiều nhà án. Thôi rồi Duy mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thích keep trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới góp ý, các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok nha, bye bye.